Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 3 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, vào chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã tiếp đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc ra soát đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất Công điện nêu rõ, thực hiện nghị quyết số 39 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 326 về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên đến nay, một số tỉnh thành phố có văn bản đề nghị điều chỉnh các chỉ tiêu này, tập trung vào đất khu công nghiệp, đất giao thông, đất thể dục thể thao, đất công trình năng lượng, đất khu công nghệ cao, đất trồng lúa đất rừng, đất quốc phòng an ninh nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy nguồn lực từ đất đai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan căn cứ theo quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương tổng hợp đề xuất các chỉ tiêu sử dụng đất và quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, đề xuất và việc khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất, đồng thời lập trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh và ra soát điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở chỉ tiêu đã được phân bổ, cần ra soát đánh giá kết quả thực hiện, bao gồm tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, tỷ lệ sử dụng đất cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh phát triển hạ tầng. Nếu nhu cầu sử dụng đất phát sinh so với chỉ tiêu phân bổ, thì gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đó thì thủ tướng giao cho bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các bộ có liên quan tham mưu chính phủ chính quốc hội xem xét điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay nhận lời mời của hoàng gia liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland vào ngày mai chủ tịch nước võ văn thường sẽ tham dự lễ đăng quang của nhà vua anh charles đệ tam tại vương quốc anh đây là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong bối cảnh việt nam và vương quốc anh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khuôn khổ chuyến thăm dự kiến, Chủ tịch nước Võ Văn Thường sẽ có các cuộc gặp gỡ với các thành viên chính phủ, qua đó có phần tăng cường sự tin cậy chính trị và quan hệ giữa hai nước. 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 năm nay ghi nhận lượng du khách tăng mạnh ở nhiều điểm du lịch trên cả nước. Ước ừ, tính chỉ trong 5 ngày thì cả nước đã có khoảng 7,3 triệu lượt khách du lịch nội địa và quốc tế. Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là mục tiêu đang được nhiều địa phương phấn đấu thực hiện. Dự kiến đến năm 2030 thì toàn quốc sẽ có ít nhất một nửa số xã thực hiện được mục tiêu này. Và để các địa phương có kinh nghiệm thực hiện thì từ đầu năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai thí điểm mô hình xã thông minh tại 6 làng quê, nhờ đó mà chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên thưa quý vị, phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đó là một trong những giải pháp để có thể giải quyết vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định hay còn gọi là IUU của ngành nông nghiệp à mục tiêu là quyết tâm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC ngay trong năm nay. Tiềm năng nuôi biển ở Việt Nam lên đến 500.000 ha, thế nhưng có một thực tế đang diễn ra ở nhiều vùng biển lâu nay, đó là du lịch đi đến đâu thì thủy sản lùi tới đó. Ở nhiều vùng biển cứ có quy hoạch dành cho du lịch thì những người nuôi trồng thủy sản ngay lập tức mất sinh kế, chính vì vậy mà nuôi biển cần được nhìn nhận là ngành kinh tế gắn kết chặt chẽ với các ngành khác như là du lịch hàng hải thay vì phát triển riêng lẻ và mâu thuẫn như là hiện nay. Giảm khai thác tăng nuôi biển cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của ngành thủy sản, qua đó giúp thực hiện mục tiêu kép là gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC một cách bền vững và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ sau. Việt Nam mỗi năm ước tính là hơn 2 triệu tấn. Vì là thứ nhiên liệu được sử dụng hàng ngày, thế nên vấn đề an toàn là mối quan tâm lớn nhất trong mỗi gia đình. Thế nhưng thực tế lại rất đáng báo động khi có tới 1 phần 3 lượng ga đang lưu thông trên thị trường là ga giả vâng hậu quả khôn lường còn là bởi số bình ga bị chiếm dụng để sang chiết trái phép này không hề được tái kiểm định theo quy định à, vậy trong khi chờ cơ quan quản lý có những chế tài xử lý đủ mạnh thì người tiêu dùng cần có thói quen tự kiểm tra hạn kiểm định được in trên vỏ bình cũng chính là hạn sử dụng của bình ga à, trong trường hợp mà nhận được bình ga đã hết hạn thì khách hàng hoàn toàn có quyền từ chối nhận hàng từ nhà cung cấp để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình mình chuyển sang một vấn đề khác sử dụng container cắt nóc để chở vật liệu hành vi biến tướng trong vi phạm chở quá tải này không phải là mới thế nhưng đang có dấu hiệu gia tăng ở nhiều địa phương nhờ cách cải hoán này mà các phương tiện có thể chở lượng hàng vượt xa quy định và dễ qua mắt lực lượng chức năng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp như vậy và đang triển khai các biện pháp để ngăn chặn và xử lý vi phạm gửi viện trợ quân sự mới cho Ukraine trước thông tin về một cuộc phản công trong vài tuần tới của Ukraine. Còn Nga cũng đang tăng tốc sản xuất vũ khí để đáp ứng nhu cầu của chiến dịch ở Ukraine. Tốc độ lạm phát của khối các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu đã tăng nhẹ trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Tỷ lệ lạm phát một năm tính tới cuối tháng 4 của Eurozone đã bất ngờ lên mức là 7%, cao hơn tháng trước đó là 0,1%. Từ châu Âu, phóng viên Lê Hồng Quang thông tin thêm chi tiết.